Kính thưa anh chị em và các bạn thân mến, lại một ngày cuối tuần đến với phòng nhạc BB của chúng tôi, đến với cây guitar lặng tự của anh Văn Thức, và đến với tất cả anh chị em có mặt trong buổi tối hôm nay, và đến với những tình khúc vượt thời gian mà anh chị em hẳn yêu thích. Lời đầu tiên, Trung Phúc Hùng xin thay mặt phòng nhạc BB trong trọng gửi đến anh chị em và các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Chúc anh chị em có một đêm giao lưu mùa đông thật vui vẻ và ấm áp. Vâng, trở lại với khung giờ vàng quen thuộc trong buổi tối hôm nay, 19:30 cuối tuần. MC Quốc Phụng sẽ mở màn một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Đức Long được mang tên Tiễn Đưa. Xin mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe và cho MC một tràng pháo tay nhỏ nhỏ để khích lệ tinh thần được không? Vâng, cảm ơn. Mà nghe lạnh lạnh khi em về, ngồi nghe biển hát chiều qua nhanh như em say. Mai em về mình không đưa nhau lời cảm ơn giữ lại bên nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau, làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại có bao giờ cũng buồn như nụ quên hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không nắng, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan màu, và tháng năm phai tàn hoa màu. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nhiều quên hương chẳng còn ngát. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi
tình ta tăng màu và tháng năm phai tàn hoa màu. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui? Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui? Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui? Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.